và lại nhớ chia sẻ thật nhiều nhé mọi người nhá. Chúc tất cả các cô chú anh chị ông bà mọi người đang theo dõi video này một năm mới may mắn sức khỏe và bình an. Khổ lắm con mẹ thì tăng cả hộ thằng con đằng sau những bày trò để con trai nó mệt lắm các bác ạ. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị ông bà đã đồng hành cùng với gia đình nhà em trong một năm qua. Xin cảm ơn tất cả từng like, từng tin và từng nút chia sẻ của tất cả cô chú anh chị ông bà mọi người đã đồng hành. Xin cảm ơn tất cả các khách hàng đã tin tưởng, đã đến với em Hường làm dịch vụ để em Hường có thêm cơ hội, có thêm điều kiện kinh tế, có thêm những cái may mắn để được đến với những em nhỏ vùng cao, những người nghèo khổ. Xin gửi lời cảm ơn tất cả các khách hàng, các fan và những người yêu quý em Hường. Xin gửi lời cảm ơn từng like, từng tin và từng nút chia sẻ của tất cả các cô chú anh chị. Chúc cho tất cả mọi người luôn theo dõi và đồng hành bên em Hường một năm mới may mắn, sức khỏe và bình an. Rồi các con hoan hô. Xin chào tạm biệt các cô chú anh chị, một năm mới may mắn, sức khỏe và bình an. Và bây giờ chuẩn bị là gì? Chúng ta chuẩn bị đón giao thừa nha cô chú anh chị. Rồi hãy nhớ chia sẻ cho em nhỏ vùng cao 7 nút chia sẻ tương đương với một đôi dép nha. Rồi chúc tất cả chúng ta là gia đình Facebook của em Hường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an nha. Cười tươi lên nào. Cười tử thế. Rồi cảm ơn tất cả các cô chú anh chị ông bà mọi người. Em khổ tâm quá. Chị đi chỗ khác cho em chị bố. Để xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị ông bà và tất cả mọi người đang theo dõi video này một năm mới may mắn mạnh khỏe và bình an. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn gặp thật nhiều may mắn ở trong cuộc sống. Và điều đặc biệt ở trong video ngày hôm nay đó là ngày cuối cùng của năm mới, em mẹ Hường là sẽ quyết định là tặng các cô chú một bài các con nhảy múa. Và trong lúc xem các con nhảy múa thì cô chú vui lòng hãy nhớ thả tim và chia sẻ. Ôi trời ơi, quá bọn này mệt quá, nó thấy rằng lưng mẹ không điều khiển được đây, mẹ phải ngồi thấp này, các con đứng lên lưng mẹ. Để phải hãm không là chú cứ phi lại gần. Thì các cô chú anh chị hãy nhớ thả tim và chia sẻ cho em Hường một nút chia sẻ nào. Nào đứng yên đi. Nặng quá Huy ơi, đứng thẳng cái lưng lên. Em đi ra đằng sau đi, đi đứng đẹp hơn đi ạ. Đấy, đi đứng đẹp hơn. Và nào không cãi nhau để yên tập trung. Ồ thật đấy, nhà đông con nó nói nó khó quá. Đấy thì các cô chú hãy nhớ thả tim và nhớ chia sẻ video cho gia đình nhé Mường. Xin nhắc lại với mọi người luôn luôn được nhắc là gì? Một nút chia sẻ tương đương với 1.000 đồng. Và đôi dép để tặng em nhỏ vùng cao lần trước mẹ Hường mua có 7.000 đồng một đôi thôi. Nên các cô chú anh chị hãy dùng cánh tay của mình để cho các em nhỏ vùng cao một mùa đông đỡ lạnh nha. 7 nút chia sẻ tương đương với việc chúng ta sẽ đóng góp một đôi dép để cho em nhỏ vùng cao. Mọi người chia sẻ được bao nhiêu? Có không có tí liêm sỉ nào rồi mẹ ạ? Đứng nghiêm túc vào, mẹ nói chuyện con đứng áp. Em khổ tâm quá các bác ơi. Các bác chia sẻ được bao nhiêu thì em Mường sẽ thu mua hết tất cả bấy nhiêu. Và em Mường sẽ cố gắng từ giờ đến cuối năm sẽ đi 3 lần nữa, chuẩn bị đi miền Tây và đi Tây Bắc 2 lần. Thế tức là 3 lần nữa nên em Mường rất là cần nhiều kinh phí. Tuy nhiên là gì? Cần tất cả các cô chú anh chị mọi người hãy nhớ chia sẻ cho em Mường. Chia sẻ để cho tất cả mọi người ai đang xem video này có nhu cầu về răng hoặc có muốn một mong muốn để được làm một bộ răng đẹp để đón Tết thì hãy đến với em Mường thật nhanh. Đến với em Mường chắc chắn là sẽ có một nụ cười thật đẹp. Và bây giờ các con sẽ chuẩn bị là gì? Nhảy tặng cho cô chú anh chị ông bà một bài. Nào bố nhặt lên. Trong lúc nhảy múa này thì các con hãy con nhảy múa thì cô chú anh chị ông bà hãy nhớ chia sẻ và thả tim cho gia đình nhà con để chúc một năm mới may mắn, mạnh khỏe và bình an nhá. Rồi bắt đầu. Nhảy ở đây. À đây nhảy. Chúc tất cả các cô chú anh chị ông bà và gia đình nhà mọi người đang theo dõi video này của em Hường một năm mới may mắn, sức khỏe và bình an. Nhìn vào đây nào Huy nào. Chúc tất cả cho chúng ta bố ơi. Y ơi nhìn vào đây. Cứ nhìn vào cửa kính làm gì. Chúc tất cả các cô chú anh chị ông bà mọi người luôn một năm mới may mắn, mạnh khỏe và bình an. Chúc cho chúng ta luôn thật nhiều may mắn. Và tất cả cô chú anh chị ông bà mọi người đang theo dõi video hãy nhớ chia sẻ cho em Hường. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nhá. Các anh chị cô chú ở cộng đồng người Việt tại các nước thì mọi người hãy chia sẻ cho em Hường lên cộng đồng người Việt tại các nước. Còn ở Việt Nam thì chia sẻ lên hội nhóm và trên trang cá nhân giúp em Hường nhá. Nào các con ơi. Và chúng ta hãy cùng là gì? Bấm theo dõi Facebook em Hường là để có thể là gì cùng đồng hành với gia đình nhà em Hường xem là em Hường có đi làm từ thiện thật hay không và có làm đúng hay không nhá. Một nút chia sẻ tương đương với 1.000 đồng đối với chúng ta. Đối với chúng ta thì 1.000 đồng không để làm gì. Nhưng đối với các em nhỏ vùng cao thì 1.000 đồng là rất là quý. Một đôi dép có 7.000 thôi. Một đôi dép cho các em nhỏ vùng cao một mùa đông đỡ lạnh. Xin gửi lời cảm ơn tất cả các cô chú, ông bà, anh chị, mọi người luôn theo dõi video này. Đấy, 1.000 đồng với chúng ta không đáng là gì. Nhưng với em nhỏ vùng cao rất là quý. Nên tất cả các cô chú, anh chị, ông bà hãy là vì em nhỏ
cầu ông bà. Và hãy nhớ chia sẻ thật nhiều và thả tim thật nhiều nhá. Còn tất cả các cô chú anh chị ông bà, mọi người đang theo dõi video này, ai có nhu cầu về răng, răng thúc khỉnh, răng nhiễm teta, viêm lợi, hôi miệng, hoặc mọc cổ chân răng, hay có bất kể vấn đề gì về bộ răng của mình, xin hãy liền gửi đến con. Xin hãy liên hệ cho em vừa vào inbox hoặc gọi thẳng vào số hotline 0977115888, cơ sở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, không người đâu. Đấy, cô chú anh chị ơi, mọi người hãy nhớ thả like, thả tim và chia sẻ cho mình nhé, mừng thật nhiều nhá. Để cho tất cả những anh chị, cô chú, ông bà ở nước ngoài mà có nhu cầu về răng mà chưa về được thì mọi người cũng nhớ bấm theo dõi Facebook Em Mường để khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau sau mùa Covid. Và Em Mường rất là vui khi tất cả chúng ta là luôn đồng hành và bên cạnh gia đình nhà Em Mường. Bây giờ đến cuối năm lời hứa là đi gặp ba nơi nữa cơ. Nên hãy nhớ thả tim và chia sẻ thật nhiều. 7 nút chia sẻ tương đương với lại là một đôi dép. Nên là thay mặt các em nhỏ vùng cao xin cảm ơn từng nút chia sẻ của tất cả các cô chú anh chị ông bà. Hãy nhớ thả like, thả tim và chia sẻ cho Em Mường thật nhiều. Được bao nhiêu Em Mường sẽ thu mua hết để dành tiền để đi mua dép cho em nhỏ vùng cao. Đấy, rồi đứng lên. Gia đình nhà Em Mường xin cảm ơn. Quý ơi. Và không cứ ngáp cái gì đây. Cô chú anh chị ơi, khổ quá, đông con, khó điều hành quá. Tóm lại tư vấn inbox nha. Rồi, hãy cười thật tươi chào cô chú anh chị ông bà nào. Chúc tất cả nhà. Trời ơi, nãy là vui quá bị lộn. Lần này quyết định đi vùng cao là em tặng 5.000 đôi dép nha. 5.000 đôi dép để tặng cho em nhỏ vùng cao chứ không phải là 1.000 đâu nha. Video kết thúc rồi mà em mới chợt nghĩ ra là tại sao mình lại nói 1.000 nhà mình dự định 5.000 mà. Nên bị lộn. Đúng ạ, 1.000 thì lại không cần mọi người hỗ trợ mà 5.000 cơ. Nên mọi người hãy chia sẻ cho em Hường thật nhiều, chia sẻ thật nhiều để em Hường sẽ cố gắng làm sao mang được 5.000 đôi dép về cho em nhỏ vùng cao. Đúng thật là nghe 5.000 đôi dép nó rất là to, rất là nhiều, nhưng đối với em nhỏ vùng cao không là cái gì. Thật sự rất là nghèo khổ và rất là khó khăn các anh chị ạ. Thật sự luôn rất là khó khăn và em Hường chỉ dám làm trong cái khả năng của mình thôi. Thế xin kêu gọi các cô chú anh chị đang theo dõi live này của em, mọi người hãy chia sẻ cho em. Một đôi dép có 7.000 thôi mọi người ạ. Một đôi dép có 7.000 thôi và em Hường dự kiến là sẽ tặng 5.000 đôi dép. Nên tất cả các cô chú anh chị hãy chia sẻ cho em thật nhiều. Một nút chia sẻ tương đương với 1.000 đồng để em Hường sẽ kiếm tiền để làm sao cố gắng tặng được 5.000 đôi dép cho em nhỏ vùng cao. Từ giờ đến Tết em dự kiến đi 3 lần nữa cơ. Các cô chú anh chị ơi, hãy chia sẻ thật nhiều, chia sẻ thật nhiều. Thả like, thả tim và bấm theo dõi Facebook em Hường nhá, để được đồng hành xem là 5.000 đôi dép sẽ đến với em nhỏ vùng cao như thế nào. Với ai em không biết nhưng riêng với em Hường nói được và làm được. Mọi người hãy bấm theo dõi Facebook em để được đồng hành xem là cái hành trình em Hường đi như thế nào. Những ai muốn tặng đôi dép cho em nhỏ vùng cao thì hãy nhấn nút chia sẻ. 7 nút chia sẻ tương đương với việc là mọi người đã dành tặng cho em nhỏ vùng cao một đôi dép rồi đấy. Xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị thật là nhiều. Mọi người có thể xem những cái video lần trước vừa rồi là em đi về Hà Giang, nhìn các em nhỏ vùng cao rất là tội nên đôi dép với mình không là gì nhưng đối với họ rất là quý giá. Nên là thay mặt các em nhỏ xin cảm ơn từng like, từng tim và từng nút chia sẻ của các cô chú anh chị thật nhiều. Hãy nhớ chia sẻ thật nhiều và bấm theo dõi Facebook em Mường thật nhanh.